Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc tất cả quý khán giả trên toàn thế giới ngày nghỉ cuối tuần thật là bình an vui vẻ. Hôm nay Phương Văn chia sẻ những cái công việc mà yêu thích của mình, giống như là hồ cá nè, trồng lan nè. Tại vì những công việc này thường thì sau khi những ngày làm việc mệt mỏi vào cuối tuần thì thường chăm sóc lan cũng như là mua cá. Sáng ngày hôm nay thì đi mua cá, mua lan. Thay vì thường thích đi mua sắm thì bây giờ hạn chế mua sắm lại. Hôm nay thì đi mua cá với lan để chăm sóc. Đôi khi đó là một cái thú vui. Và cái hồ cá này nào mà quý vị khán giả, hồ cá này Phương Văn mới vệ sinh hồ cá lại. Đây là cái hồ cá thủy sinh, trồng thủy sinh ha. Đây nè, hồ cá này trồng thủy sinh. Thì cái hồ cá này cũng chơi được 3 năm rồi. Cái hồ cá này là cây thiệt. Đây là tất cả cây trồng thiệt hết. Thì cái hồ cá này nó cũng không được đẹp giống như các anh chị mà chuyên môn làm. Và người ta có nhiều cái công sức người ta làm lắm. Còn ở đây thì Phương Văn chỉ chơi một cái góc bếp nho nhỏ thôi để cho vui thôi. Và thích có nhiều cây và có nhiều cá để đôi khi thư giãn. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, có những lúc mình cũng cần thư giãn. Thì hôm nay Phương Văn chia sẻ cái góc riêng tư về thư giãn của mình vào cuối tuần thôi. Thực sự mà nói, trong suốt cái thời gian qua thì Phương Văn cúi đầu xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô bác, các anh, các chị, các cô chú trên toàn thế giới ủng hộ thương Phương Văn để đăng ký và theo dõi những câu chuyện bình luận trên xã hội. Và hy vọng rằng trong cái kênh của mình thì Phương Văn chia sẻ nhiều cái thông tin giống như là đôi khi cũng cuộc sống đời thường, và chia sẻ về một số tin tức để cho quý bà con nắm được. Và đặc biệt là có những lúc bình luận cùng với tất cả quý vị khán giả đồng hành với Phương Văn trong suốt cái thời gian vừa qua, cũng như là tất cả những gì Phương Văn chia sẻ trên cái kênh của mình, thì mong tất cả quý vị khán giả luôn đồng tình và ủng hộ. Ở đây thì có máy bay bay ngang, khi mà máy bay bay ngang thì cái âm thanh nó rất là ồn, cho nên là quý vị khán giả thông cảm. Thì nhiều người thắc mắc đó, hôm nay nhiều người thắc mắc trong cái thời gian qua sao không thấy Phương Văn xuất hiện. Phương Văn xin giải thích có những cái lý do mà không xuất hiện được. Tại vì đôi khi những làm cái bình luận đó thì vào ban đêm, rồi không có cái thời gian, đôi khi người ta đã yên giấc hết rồi thì Phương Văn mới làm. Thành ra quay những cái góc quay hoặc có những cái góc khuất đó, nó không có tiện. Thì trước đây nhiều cô chú cũng thắc mắc là không thấy Phương Văn đó, tại vì trong cái kênh của Phương Văn á là có dịp thì Phương Văn cũng ghi hình rất là nhiều, chứ không phải luôn lúc nào cũng giấu mặt đâu. Cho nên ngày hôm nay có thể là diện kiến với tất cả quý cô chú bác. Mong rằng là các cô, các chú, các bác, các dì, các mợ, các cậu và chị em hãy ủng hộ và thương Phương Văn để đăng ký kênh ha. Sáng hôm nay đi mua cá. Đây đi shopping thì cũng mê, nhưng mà thích trồng lan mua cá. Rồi đây, hôm nay là mua cá, nào là cá ông tiên, rồi cá bảy màu, rồi cá neon, rồi cá ba đuôi, vân vân, nhiều loại cá lắm. Thì nãy giờ mua cá về để cho nó giảm sốc á. Khi mà mình mua cá về mình thả liền thì không có được, sợ nó giảm sốc, sợ đó nó sốc nước á. Thì đi về một cho nó nghỉ ngơi một chút xíu, và sau đó là đổ cái nước này ra, đổ nước ra một ít thôi, còn bao nhiêu thì cạn chắc ít đó thôi, còn như thì đổ vô hồ thôi. Bây giờ Phương Văn sẽ mở bọc và đổ cá vô hồ. Thì nói cho quý bà con là cái hồ thủy sinh này nè, nếu như mà các chị em nào, các cô chú nào mà có đam mê á, thì làm cái hồ thủy sinh này nó cũng hơi cực. Tại vì mỗi tuần phải vệ sinh, không thôi là nó đóng rong. Đây nè, những cái rong bận nè. Đó, những cái rong này là nó đóng thường xuyên. Mà thực sự ra đôi khi không có cái thời gian mà để đi vệ sinh hàng tuần.
thì cái hồ mình không có được sạch, không có được đẹp, rong nó đóng. Bây giờ Phương Văn mới vệ sinh ngày hôm qua nhưng mà nó cũng chưa đẹp đâu, tại vì còn bụi bẩn rất là nhiều và cây thì phải chăm, phải thay hàng ngày. Có thể là mình chăm thay hàng ngày là sao, có nghĩa là dùng có dùng cái đèn này nè, ở đây là có cái dùng cái đèn. Nếu mà không có đèn đó là cây nó không có sống được, tại vì cây trồng thủy sinh thì phải luôn có đèn để có cái ánh nắng á. Còn bây giờ thì Phương Văn thả cá vô đây chơi thủy sinh cho vui thôi, có nghĩa là cái gốc 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 gia đình, gốc bếp nhỏ nhỏ cho vui thôi. Rồi bây giờ bắt đầu đi thả cá vào đây. Ở đây hát nhạc to quá cho nên là không biết nhạc nó có dính vào không, nhạc mà dính vào YouTube nó cũng bắt luôn á, nó không cho đâu. Rồi bây giờ bắt đầu thả cá vô. Khi mà thả cá vào thì nó đôi khi nó cũng không có hòa nhập được, con này với con kia là nó cắn nhau, nhưng mà vài 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 hôm là nó quen. Bây giờ thả lên, thả nhẹ thôi. Wow, sáng hôm nay mua nhiều cặp cá. Ồ, cá to có, cá nhỏ có. Đây, khi mà bỏ vào hồ thì quý vị khán giả thấy là đủ sắc màu luôn. Đôi khi có cái niềm vui nho nhỏ để làm cái hồ thủy sinh nho nhỏ này nè, đôi khi về làm bếp hoặc là có những cái lúc thư giãn á, ngồi sofa rồi ngắm ngắm cá bơi thấy cũng vui đó. Đây là những con cá là mới mới về nè. Đó, mới về thì nó chưa có quen với cái môi trường này, và một chút xíu nữa thì nó mới quen rồi 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 nó thuận hòa nhau, chứ không thôi nó không có thuận. Con này nó cắn con kia à, chơi vậy chứ có cắn dữ lắm. À, thấy không đó, cái cặp cá này đẹp dễ sợ luôn đó, quá quá đẹp. Rồi bây giờ đàn cá tung tăng thích lắm, đôi khi nằm thư giãn quý vị khán giả biết không, đôi khi làm có nhiều công việc quá quá sức tưởng tượng đi đó. Đôi khi buổi sáng đi là không thấy mặt trời, còn khi mà về tới nhà thì là thành phố đã lên đèn, cho nên là không có cái thời gian mà chăm cũng như là quay cái video ngồi mà cho đàng hoàng tử tế. Thật sự luôn đó, đôi khi Phương Văn bình luận vào buổi tối ấy, là có những cái góc khuất hoặc là ngồi phía ngoài và chia sẻ cho quý vị. Và tới ngày hôm nay thì đôi khi nhiều cô chú bác cũng xem lại cái video cũ ấy, thì cũng biết Phương Văn. Và hôm nay thì Phương Văn xin phép được chia sẻ những cái góc thư giãn riêng tư ở nhà thôi. Còn khi nào vào bình luận thì sẽ cùng với tất cả quý vị khán giả bình luận câu chuyện nào đó. Còn hôm nay thì góc thư giãn thôi, quay để cho quý vị khán giả thư giãn cùng với Phương Văn luôn. Vui. Nhiều lúc qua thả cá vô á, nè, những con cá này nè, những con cá này. Đó, những con cá này rất là vui nè. Đó, nó vô là nó hòa nhập được liền, tại vì có thể là cái cặp con này lớn này, cái con này cá ông tiên, đây là cá ông tiên đó. Còn những con cá sắc màu kia đẹp, nói chung là khi nhìn vô cái hồ thủy sinh á thì nó vui, là có nghĩa là có cây xanh nè, nhưng mà hơi cực lắm nha chị em nào mà cái gốc bếp của mình ví dụ nhỏ thôi cũng được, nhỏ cái hồ nhỏ xíu vậy nè, ví dụ như mình ra ngoài mình mua kiến á, mua cái hồ mini nhỏ gì thì cũng có thể là mình chơi được, mình bỏ 5 7 con cá này thôi. Còn đây hôm nay thì Phương Văn có nhiều cá. Ở đây là cái góc bếp mà đôi khi là mình nấu nướng rồi đó, rồi mình quay qua mình ngắm cá kiển cây cảnh rồi cũng cảm thấy rất là vui. Đôi khi có một cái góc thư giãn nhỏ nhỏ thôi, quý vị khán giả cũng cảm thấy là mình có cái gì đó mình giải trí, thay vì nằm xem tivi hoặc là xem YouTube thì lúc đó có cái thời gian. Còn nếu mà các chị em nào mà bận rộn á thì mình làm một cái góc thư giãn nho nhỏ vậy, trồng lan cũng là một thú vui. Mỗi người chọn cho mình một cái thú vui để mình giải trí, chứ đôi khi trong công việc
trong cuộc sống này thì nó có rất là nhiều cái áp lực từ công sở, từ chuyện cuộc sống và gia đình đó. Thì đôi khi mình tìm cho mình một cái niềm vui nho nhỏ để cân bằng lại cuộc sống. Rồi bây giờ nãy giờ mà bỏ cái vô rồi đó, bây giờ các chú cá này nè, tung tăng rất là vui. Khi mà hòa nhập được rồi nó không có cắn nhau nữa. Đó, đó những cái con mà mới vô đó giống như là ma cũ ăn hiếp ma mới vậy đó. Thì nó cắn nhau, nhưng mà đến lúc mà nó quen rồi là thôi. Thì đây là cái góc thư giãn của Phương Văn. Đôi khi đi về mệt nằm nghỉ ngơi ghế sofa cũng ngắm được cái hồ cá, mà khi làm bếp nấu ăn cho gia đình cũng ngắm được cái hồ cá. Cho nên là nhiều lúc đứng ngắm hoài, nhiều con nó vui lắm. Khi mà cho ăn á, cái nó quen rồi đó, nó quen rồi khi mà đi về cái lắc lắc cái hũ đồ ăn á là nó mừng lắm, nó chạy lại một cái góc nào đó. Tại vì ở đây là Phương Văn cho một cái góc nè, có cái khung đó, có cái khung này là khi bỏ thức ăn vào đây nè thì nó chạy lại đây. Và vì sao có cái khung này? Tại vì cái khung cái ống hút này nè làm cái khung triangle á, tam giác á, bỏ thức ăn vào đây nó không bị tràn qua bên chỗ khác và nó không có bị dơ cái hồ. Tại vì khi thức ăn thừa để lại thì những chú cá này chú lôi đi tùm lum hết, cho nên là nó sẽ là nó bị mau đục cái hồ hơn. Cho nên nó khi bỏ ở trong này thì thức ăn nó chỉ quanh đây thôi, và cá nó đi lại đây là nó ăn, nó không ảnh hưởng tới khu vực khác, nước nó vẫn trong. Thôi thì cái video chia sẻ một chút thư giãn ở hồ cá, và cái video tiếp nữa Phương Văn sẽ chia sẻ cái gốc trồng lan, cũng là một trong những cái thú vui mà để cho những ai mà yêu thích về nuôi cá kiển cũng như là trồng lan thì xin vào cái danh sách giải trí cuối tuần, hoặc là cái danh sách mà chia sẻ cái gốc trồng lan á, thì quý vị khán giả sẽ xem được hết toàn bộ cái video. Và đây là cái gốc thư giãn cuối tuần của Phương Văn. Hôm nay thực sự mới có cái ngày nghỉ mà tranh thủ để chăm sóc cái hồ cá và những cái cây lan của mình. Một lần nữa Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả luôn đồng hành cùng với Phương Văn trên mọi nẻo đường. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý cô, quý chú, quý bác, quý chị em trên toàn thế giới ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.